Hello, vâng, lại là Bình đây. Ngọc Bình chào đón tất cả quý vị các bạn quay trở lại nội dung video của Ngọc Bình trong ngày hôm nay. Vâng, lời đầu tiên Ngọc Bình xin gửi tới lời chúc đến tất cả quý vị các bạn, những quý vị cổ đông của tập đoàn UST và tất cả những quý vị các bạn đang quan tâm theo dõi để tìm cho mình một cái cơ hội nắm giữ cổ phần của một tập đoàn về công nghệ giao thông thông minh, tập đoàn Elitsky Technology. Vâng, ngay sau đây thì Ngọc Bình xin mời quý vị các bạn đến với nội dung video trên trang rsnews-system.com có đăng một bài viết từ cài đặt Hero năng lượng đến tốc độ siêu cao. Đây là bài viết vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, cũng là những cái thông tin nóng hổi không quý vị. Và không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu nữa, và ngay sau đây chúng ta vào luôn nội dung chi tiết của bài viết này. Chuỗi cuộc phỏng vấn với các nhân viên chủ chốt của nhà phát triển công nghệ dây về kết quả của năm làm việc vừa qua được tiếp tục bằng cuộc đối thoại với Sergey Arusetsky, người giám sát các hoạt động khoa học của công ty. Người đối thoại hôm nay đánh giá cao hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực trong năm 2021, lưu ý tầm quan trọng của việc đăng ký 3 công trình nghiên cứu phát triển công nghệ do UST LNC thực hiện trong cơ quan đăng ký nhà nước của Tổ chức Quốc gia BELSA, đồng thời đã hoàn thành xuất sắc 2 công trình theo đúng thủ tục quy định của pháp luật, dự kiến hoàn thành công trình thứ 3 vào cuối năm 2022. Trong năm đã tổ chức 4 cuộc họp của Hội đồng Khoa học và Công nghệ và thông qua phương án phát triển hoạt động khoa học sáng tạo của công ty. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng để được công nhận là một thực thể khoa học đã được thực hiện, trong đó tiến hành phân tích toàn diện các chỉ số và các kết quả đặc trưng cho các hoạt động khoa học, nghiên cứu, kỹ thuật và đổi mới của công ty cho giai đoạn 2016-2021, bao gồm cả dự báo đến năm 2025. Ngoài ra, chúng ta có thể kể đến việc nhận được một số bằng sáng chế phát triển và các giải pháp mới về cơ bản trong lĩnh vực công thái học và khí động học của xe cộ. Và nhiều hơn thế nữa, đến nay công ty đã thành lập trường khoa học về công nghệ dây của riêng mình. Các nhân viên của tổ chức thiết kế là những người có kiến thức và kinh nghiệm độc đáo, tạo nên một lợi thế quan trọng trên thị trường và là một trong những tài sản chính của tổ chức đó. Nếu bạn cũng quan tâm đến kết quả hoạt động của phòng thí nghiệm phát triển vật liệu mới và thành tích của phòng phát triển tiên tiến, chúng tôi khuyên bạn nên đọc phóng sự UST 2021 Phó Tổng Thiết kế Khoa học nói về thành tựu của công ty trong lĩnh vực khoa học. Vâng, thì một chút nữa thì xin mời quý vị các bạn cùng với Ngọc Bình chúng ta hãy cùng đọc cái phóng sự, một cái bài viết đó là UST 2021 để phỏng vấn Phó Tổng Thiết kế Khoa học nói về thành tựu của công ty trong lĩnh vực khoa học. Chúng tôi sẽ chỉ đề cập về việc hoàn thành một chiếc xe du lịch với việc lắp đặt Hero năng lượng, một nguyên mẫu hoạt động đã được nhận và các cái giải pháp tìm thấy được lên kế hoạch sử dụng trong các cái tổ hợp đường sắt dây tốc độ cao lên đến 600 km/h và siêu tốc lên đến 1.500 km/h. Vâng, thì ngay sau đây chúng ta hãy đến với bài viết UST 2021, Phó Tổng Thiết kế Khoa học nói về những thành tựu của công ty trong lĩnh vực khoa học. Trên hình ảnh quý vị đang theo dõi đó là Phó Tổng Thiết kế Khoa học, đó là anh Sergey, đúng không ạ? Chúng tôi tiếp tục một loạt các cái cuộc phỏng vấn với chuyên gia chính của Elitsky Technology LLC về kết quả của năm làm việc hiện tại. Lần này chúng tôi nói chuyện với Sergey Arusetsky, người giám sát các hoạt động khoa học của công ty. Sergey, ông đánh giá thế nào về hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động khoa học đến năm 2021? Trước hết, tôi muốn chỉ ra tiềm năng nguồn nhân lực to lớn của Elitsky Technology, công ty kỹ thuật mẹ trong nhóm các công ty UST, hơn 600 chuyên gia có trình độ cao từ nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ khác đang làm việc tại đây. Điều rất quan trọng là trong năm nay, chúng tôi đã ký 3 công trình nghiên cứu và phát triển công nghệ vào cơ quan đăng ký nhà nước của Tổ chức Quốc gia BELSA. Người thực thi của họ là công ty của chúng tôi.
Đồng thời, hai công trình hiện đã được hoàn thành theo đúng thủ tục, theo quy định của pháp luật. Và chúng tôi dự kiến sẽ hoàn thành các công trình thứ 3 vào cuối năm 2022. Chúng tôi cũng đã tổ chức được 4 cuộc họp của Hội đồng Khoa học và Công nghệ và thông qua khái niệm về sự phát triển của các cái hoạt động khoa học và sáng tạo của công ty. Điều này rất quan trọng bởi vì khái niệm này chỉ ra một định hướng chung cho công việc của chúng tôi về việc kích hoạt các cái hoạt động nghiên cứu, triển khai các cái kết quả của công việc nghiên cứu và phát triển được thực hiện trong các hoạt động của công ty cho tầm nhìn ngắn hạn và trung hạn 2021-2025. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị kỹ lưỡng để được công nhận là một tổ chức khoa học. Do đó, một phân tích toàn diện về các cái chỉ số và kết quả đặc trưng cho các hoạt động khoa học, nghiên cứu, kỹ thuật và đổi mới của công ty cho giai đoạn 2016-2021, bao gồm cả dự báo đến năm 2025 đã được thực hiện bên ngoài. Sergey, chúng tôi nghe nói rằng công ty có một phòng thí nghiệm để phát triển các vật liệu mới. Nhân viên của bạn đang làm gì trong đó và năm 2021 đã đạt được những kết quả gì? Phòng thí nghiệm phát triển vật liệu mới lựa chọn phát triển và nghiên cứu các vật liệu polymer và composite cho các cái tổ hợp vận tải của chúng tôi, ví dụ như là chất hợp chất, rồi chất kết dính, vật liệu tổng hợp, lớp phủ bảo vệ, sơn các loại. Vì vậy thì phòng thí nghiệm đã phát triển và thực hiện một số chất độn cho các cái khoang khác nhau trong cấu trúc đường ray của các cái tổ hợp vận tải chuỗi, thực hiện cả vai trò của một bộ phận truyền tải và vai trò của vật liệu giảm tiếng ồn và rung động. Chúng tôi đã lựa chọn các cái vật liệu và phát triển công nghệ để sử dụng các cái lớp bao phủ bảo vệ trên thép như nhôm, nhựa, bê tông và gỗ. Chúng tôi cũng tiến hành các cái thử nghiệm khí hậu đối với việc sử dụng lớp bao phủ bảo vệ các cái tổ hợp vận chuyển chuỗi ở các cái vùng khí hậu khác nhau. Điều đáng chú ý là chúng tôi cũng đã phát triển các cái vật liệu và dựa trên chúng nghiên cứu ra công nghệ bơm bê tông và các cái hợp chất cao phân tử trên một khoảng cách dài trên 1 km qua các phần nhỏ của các cấu trúc đường ray. Các công nghệ dán các cái vật liệu khác nhau cũng thực hiện tạo cơ sở cho việc tạo ra cả cái đường ray dây của cấu trúc đường ray trên cao và các phân tử của toa xe, xe điện trên bánh thép. Kết quả hoạt động của khoa học của chúng tôi được đánh giá cao ở cấp độ quốc tế, ví dụ như là phòng thí nghiệm hợp tác chặt chẽ với đại diện của các thương hiệu thế giới như là Henske, Sika, 3M, Rotun, rồi Landwehr, Scott Bader, AkzoNobel và những người khác. Sergey, còn quản trị R&D thì sao? Những diễn biến thú vị nhất mà bạn có thể làm nổi bật là gì? Một thành tựu khoa học, một thành tựu quan trọng của bộ phát triển tiên tiến là làm việc hoàn thành một chiếc ô tô chở khách có lắp đặt hydro năng lượng. Cuối cùng, chúng tôi đã nhận được một nguyên mẫu hoạt động và có kế hoạch sử dụng các cái giải pháp trong các cái tổ hợp đường sắt dây cao tốc độ lên 600 km/h và siêu tốc độ 1500 km/h. Đây không phải là danh sách đầy đủ của các công việc đã làm. Bạn cũng có thể nhớ lại việc đạt được một số các cái bằng sáng chế, sự phát triển của các cái giải pháp mới về cơ bản trong lĩnh vực công thái học và khí động học của xe cộ và nhiều hơn thế nữa. Ngày nay chúng tôi đã tạo ra trường khoa học về công nghệ đường sắt dây của riêng mình. Vâng, đây quá là tuyệt vời, và quý vị tạo ra riêng một cái trường gọi là trường khoa học về công nghệ đường sắt dây. Nhân viên của tổ chức thiết kế là những người có kiến thức và kinh nghiệm độc đáo, tạo lên một lợi thế quan trọng trên thị trường và là một trong những tài sản chính của công ty. Quá tuyệt vời, và quý vị, một cái thông tin vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Ngọc Bình vừa gửi tới quý vị và các bạn trong một cuộc phỏng vấn với anh Sergey. Đó là phó tổng thiết kế khoa học, và anh đã nói về những cái thành tựu chính của lĩnh vực khoa học trong năm 2021. Như vậy là có thể đánh giá rằng là với tập đoàn Evisky Trinh Technology của chúng ta đang nắm giữ một cái tài sản vô cùng lớn. Đó là tài sản gì quý vị có biết không ạ? Đó chính là tài sản về con người đấy ạ.
Vâng, tập đoàn đã có rất là nhiều các cái chuyên gia giỏi, rồi các nhà thiết kế, những cái kỹ sư, tất cả trong các cái lĩnh vực rất là tuyệt vời. Đây là một trong những yếu tố có thể là nói rằng là một trong những cái tài sản gọi là gì ạ? Đây chúng ta có thể gọi là tài sản hữu hình. Vâng, có thể gọi là tài sản hữu hình được ạ, vì có thể chúng ta cũng có thể gọi là tài sản vô hình. Vì tại sao mà Ngọc Bình nói có thể là tài sản hữu hình hay là vô hình, thì ở đây nó yếu tố về con người, về cái trí tuệ, những cái chất xám của các nhà khoa học, rồi của các kỹ sư thiết kế, rồi tất cả nó có thể gọi là một cái tài sản chúng ta không nhìn thấy, vô hình của công ty, nhưng tuy nhiên nó đang tạo ra một cái giá trị rất là lớn cho tập đoàn Yudhikai Ching Technology. Thì có thể nói là đây cũng là một cái tài sản là hữu hình, chúng ta có thể nhìn thấy, nhìn nhận thấy về tài sản về mặt con người rất là tuyệt vời. Vâng, đó là cái thông tin Ngọc Bình cung cấp cho quý vị và các bạn trong cái video ngày hôm nay. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hay, hữu ích thì không quên hãy dành cho Ngọc Bình những nút like, rồi những nút share, rồi đăng ký kênh, để từ đó chúng ta lan tỏa giá trị của công nghệ UST đến nhiều quý vị nhà đầu tư nữa. Vâng, Ngọc Bình xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.